Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Iran đề nghị Mỹ bồi thường 1.000 tỷ USD. Một quan chức cấp cao Iran nói Mỹ phải bồi thường cho Iran vì những tổn thất do các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington gây ra cho nước này. Phát biểu cuối tuần qua, ông Ali Samkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, cáo buộc phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang cố gắng hủy hoại Iran bằng hình thức chiến tranh hỗn hợp. Ông cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Iran, cho rằng Washington phải bồi thường cho Tehran vì những thiệt hại mà các lệnh trừng phạt đó gây ra. Người Mỹ phải bồi thường thiệt hại 1.000 tỷ USD cho Iran vì đã kìm hãm đất nước chúng ta trong 25 năm, ông Samkhani phát biểu. Trong nhiều thập kỷ kể từ cách mạng Hồi giáo, Mỹ đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt kinh tế đối với Iran, đồng thời cáo buộc nước này tài trợ cho khủng bố. Sự xích lại gần nhau đáng chú ý duy nhất giữa hai nước diễn ra vào năm 2015 khi Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được dỡ bỏ đáng kể lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, năm 2018, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và tài chính của Iran. Năm 2021, cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế Iran, đồng thời yêu cầu Washington bồi thường như điều kiện tiên quyết để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 16 tháng 11 cảnh báo Iran có thể mở rộng chương trình hạt nhân nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua nghị quyết chỉ trích nước này. Ông nhấn mạnh, Tehran sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Giám sát Nguyên tử của Liên Hợp Quốc và giải quyết những nghi ngờ về chương trình hạt nhân Iran, nhưng chỉ khi cơ quan này tránh gây áp lực chính trị. Bình luận của ông Araghchi đưa ra trước thềm cuộc họp của Hội đồng đại diện 35 quốc gia của IAEA. Một số thành viên hội đồng bao gồm Pháp, Anh và Đức được cho là đã ủng hộ một nghị quyết mới nhằm tăng cường giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Mục tiêu của họ là buộc Tehran phải chấp nhận những hạn chế mới đối với các hoạt động hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ không hợp tác dưới áp lực. Nếu một nghị quyết được thông qua chống lại Iran, chúng tôi sẽ đáp trả, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mới trong chương trình hạt nhân mà họ chắc chắn sẽ không thích, Ngoại trưởng Araghchi cho biết. Ông nêu rõ, Iran sẵn sàng đối đầu hoặc hợp tác tùy theo hành động của IAEA. Theo Araghchi, Tehran sẵn sàng đàm phán lại thỏa thuận năm 2015, nhưng chỉ khi phương Tây đưa ra thỏa thuận mới dựa trên các điều khoản cùng có lợi. Các hoạt động làm dầu uranium của Iran từ lâu đã bị phương Tây coi là một nỗ lực bí mật nhằm phát triển vũ khí nguyên tử, bất chấp Tehran phủ nhận. Israel có thể từng tấn công vào cơ sở hạt nhân tuyệt mật của Iran. Cuộc không kích của Israel vào Iran vào tháng trước dường như đã phá hủy một cơ sở nghiên cứu hạt nhân tuyệt mật của Iran tại Pachin, nằm cách thủ đô Tehran của nước này 30 km về phía đông nam. Axios dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ và Israel cho hay. Cuộc tấn công ngày 25 tháng 10 dường như nhắm vào cơ sở Telegan 2, Axios đưa tin. Đây là một địa điểm trước đây được cho là không hoạt động, nhưng đã được khôi phục để sử dụng trong nghiên cứu hạt nhân bí mật. Nếu thông tin này chính xác, nó sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực của Israel chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Các nguồn tin mô tả, cơ sở này là một nút thắt quan trọng trong nỗ lực của Iran nhằm phát triển công nghệ cần thiết cho vũ khí hạt nhân. Iran chưa bình luận về thông tin này. Cuộc tấn công của Israel nhằm đáp trả Iran tấn công vào các mục tiêu của Tel Aviv vào đầu tháng 10. Theo Axios, các quan chức Mỹ và Israel nhận định rằng cơ sở Telegan 2 chứa các thiết bị quan trọng được sử dụng để thiết kế các loại thuốc nổ cần thiết nhằm kích nổ uranium trong một thiết bị hạt nhân. Nếu điều này là đúng, vụ tấn công sẽ được coi là đòn giáng vào những nỗ lực của Iran trong năm qua nhằm tiếp tục nghiên cứu công nghệ hạt nhân. Một quan chức cấp cao Iran nói Mỹ phải bồi thường cho Iran vì những tổn thất do các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington gây ra cho nước này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.